Xe thủ tục xe lái. Đấy giờ tạo thủ tục xe lái cho em vào cơ sở liệu. Chi tiết hóa đơn bán trên một hàng. Đấy tạo xe ra. Đơn giản có mã hàng trên hàng đơn vị chính thôi. Bỏ hết cái mặt vô đi. Em làm đấy chạy được kết quả mặt hàng này. Đấy. Để chuyển lại thủ tục thì các em nhớ lại nó đơn giản, chỉ cần click thôi. Xem thủ tục này. Click vào đâu. Tên thủ tục các em đặt theo nguyên tắc là lấy tên bảng. Đây, tên bảng ở đây là tên mục hàng thì các em ghi là tên mục hàng. Sau đó này gạch nối dưới là thao tác bên phải. Ở đây mình là CNS tức là hiển thị ra các em dùng CNS, hoặc là lấy hết các em ghi là CNS ôi thì nó quy tắc thì đặt như thế để cho mình nhìn biết tên bảng sẽ có làm nó dễ để phân biệt đấy. Đây có vài bảng ít, về sau các em làm mấy chục bảng thì phải có tiền đó để biết được đang làm bảng nào. Đấy, CNS thì không cần tham số gì cả, các em chỉ cần là tạo được thủ tục E rồi chạy F5 thì mình sẽ đạt được thủ tục là tên mục hàng tên liệu ôn. Mình kiểm tra xong đây và program sẽ đi này, sau đây sẽ đi và mở ra. Đấy, cái tên mục hàng tên liệu ôn này các em xem lại, mình thường phải modify. Đấy, cái vừa tạo là mình tạo cho mình nó xem cái DVO này không biết là thủ tục người dùng mình tạo ra. Đấy, tạo thủ tục bây giờ các em sẽ dùng thủ tục này thông tin xác copy nguyên cái tên này vào. Chuỗi kết nối là bình thường này, không vấn đề này. Đối tượng kết nối làm API connection vẫn không vấn đề gì, có thể này. Vẫn là mở chuỗi kết nối là con.open này. Cái này là mình chỉ hiển thị ra không cần nhập cái gì cả. Thì các em sẽ bỏ cái này đi. Bỏ một cái gì cho dễ này. Cái chỗ chuỗi tư vấn giờ mình sẽ điền tên thủ tục. Nhớ là cái chuỗi tư vấn ngày xưa là viết là CNS insert vân vân rất là dài. Còn bây giờ nên các thủ tục chỉ cần điền chỗ này là tên thủ tục thôi. Và không cần viết nhiều dòng thì bỏ A còng đi. Không cần A còng nữa thì viết một dòng thôi mà. Nhớ trong cái nháy kép này là tên thủ tục. Không có chứa cái gì khác. Đấy, chỗ dưới này FL con 10 các em làm bình thường. Chuỗi cái chuỗi tư vấn của mình đây. Đối tượng kết nối đây đều này. Nhưng mà thêm khác cái lần trước là mình sẽ gắn lại cái kiểu này. Ngày xưa mặc định sẽ là comment title này chấm text, các em không đặt là comment title nhưng mặc định là comment title chấm text. Còn các em muốn đổi kiểu khác thì em chấm này nói ra comment title chấm to đấy đi cho mình dùng kiểu thủ tục em chọn ở trên cùng này. Đấy, khi mà các em đặt ra này thì ngay lập tức là cái chuỗi tư vấn của các em ở trên này bắt buộc phải là tên thủ tục. Nếu các em ghi là exact cái gì vân vân sẽ bị lỗi. Nếu thủ tục có tham số thì các em dùng cái cmd này chấm parser chấm s vào. Đây là tên của tham số. Cái tên tham số A cộng địa chỉ này chính là cái tên tham số ở trong SQL mình viết ra. Còn cái này là cái kiểu dữ liệu trong SQL. Nó phải có cái tiền số là SQL DB type để nó ánh xạ từ hai bên, tức là cái phần phiên dịch. Còn cái này là độ rộng của cái kiểu dữ liệu. Ở kia các em khai báo là N300/100 thì ở đây sẽ làm SQL DB type.N300 này và của thứ ba ghi là 100. Để gắn giá trị luôn thì các em chấm value gắn bằng giá trị. Đây là cái giá trị nhập được chính mình được. Đây sau là chỉ anh xong thì sẽ có tham số nhé. Còn chỗ này vẫn là SQL header, các em làm bình thường không khác gì lần trước cả. Không dùng cái khác của comment là ra chứ, giống hệt nhau thôi. Và chỗ này mình hiển thị cái khác thì các em khai báo động khác đi. Đi mã hàng này giờ bình thường đây còn tên hàng thì giờ cái gì đây còn của nó là tên hàng. Đây mình tính này để cần tiếp tham mã hàng.
rộng. Đó là cái phần dùng tay thôi. Xong một cái chỗ lẫn trên này mình dùng trên. Chỗ này gắn lại căm một tay thôi. Bây giờ vào bên em gọi em được. Gọi phương thức kia. Mã hàng không có. Nhập này. Đây. Cái tên này là tên trong lúc em xây đất ra để ý này. Giờ nếu xem được tục ý đâu. Con sẽ lấy cả mã hàng, tên hàng, tên vị trí, những chỗ đi tờ các anh truyền với thằng này vào xong không? Không được truyền làm khác. Giờ sao anh viết chữ này thành mã hàng gì nữa thì nổi. Giờ chữ này. Giờ nó hiển thị hết các mặt hàng cho mình. Thấy nhẹ nhàng không ạ? Nó thêm một cái hai cái kia không? Đây để tạo thành một viên sơn này. Đây là các bước nhá. Vậy anh nói khi không nói là anh chán này. Đây này. Là một cái bảng bất kỳ em thích bảng nào. Hack nha. Hack này. Tạo thủ tục này, các em cần kích chuột phải này. Active E này. Đây có insert, update, nó có hết rồi. Ở đây mình thích một cái này. Tạo một thằng insert, cái chọn insert to new window, to file này. Các em chọn new window và sửa. Đấy, thằng insert thì có các tham số nó sinh ra cho mình rồi. Các em ý này, các tham số đều có chữ A cộng. Ở đây mình có cái dấu nhỏ hơn này, sau đó tên. Mà mình tham số có A cộng, các em thể dùng cách nhìn đơn giản, em thay thế thằng này bằng A cộng. Để mình đỡ phải đổi nhiều. Đi với ô này. Em tức là mình có A cộng hết rồi. Phần này chuyển sang số, các em copy. Cắt luôn đi. Cho trên đầu này. Để tạo thuộc này, credit này. Sau đó là product này. Hoặc là process you đúng không? Okay. Đấy nhưng mà có khi nó dài hơn, không nó diễn chẳng hơn được cái gì cả, em dùng clip gần đâu. Tên thủ tục đọc bằng cách làm tên bảng. Ở đây tên bảng của mình là danh mục khách. Nên các em biết đây clip gần đâu này, tiền số là danh mục khách này. Tiếp theo đấy là dấu gạch nối ở dưới. Bên phải tên là cái phần sau, phần đuôi ấy. Mình đi thao tác. Ở đây là insert, các em ghi là insert này. Đấy, nhớ quy tắc chưa? Anh nói cứ đặt tên lung tung này xong anh đấy. Đấy. Xong cái phần tham số mình ở dưới có phần paste đây. Giờ chỉnh lại cho nó. Tiếp đến thủ tục của mình có E này. Sau từ khóa E là thân thủ tục. Nếu như viết nhiều con lại kèm nước ở begin E. Đấy. Cái insert thì không cần nhưng đa số một số cái nhiều thao tác em chỉ cái này. Đây, đây á. Đây á, có mình thay thế. Bây giờ này anh nhìn cái đuôi những cái phần này mình không dùng. Nãy mình xóa trắng rồi. Ctrl H cái này bằng rỗng mình xóa đi nhẹ nhàng. Đi nó ôn. Đấy thấy chưa? Còn cái thằng rưỡi không xóa thì chịu. Chịu xóa tay này, còn mấy cái thôi. Xóa tay à? Ừ. Để em đi vào nét bằng cái tìm đi. Bây giờ cái phần đầu xong rồi, E xong rồi, ở phần giữa coi những xong rồi. Cái phần đuôi thôi thì các em thể đèn vào đây. Thay thế cái ngoặc vuông này bằng dấu trống. Đây. DVO chấm tên bảng này bỏ hết đi chỉ cần tên bảng luôn thôi. Phần tham số các em có tên bảng luôn này. Mã khách này, đây này. Thích xuống dòng nó cả. Mã khách này, tên khách này. Mã khách, tên khách, địa chỉ này. Xong một cái điện thoại. Đấy thế là xong thủ tục. Xong nhớ chạy thủ tục ấn F5 thôi. Chạy xong rồi thì trong kia xuất hiện thủ tục luôn. Các em phải tìm thủ tục đấy bằng cách copy thủ tục này. Sau đó trong này có chức năng filter, cả bảng vậy, thiết thực phải này. Có filter này, tức là cái phần mình tìm kiếm mục khách này. Ấn OK đây. Thì trong cái bảng nó sẽ tìm hiện hay mục khách thôi. Vì nọc ấy, khi có tìm kiếm này. Tương tự thủ tục nó cũng nhiều, vậy các em nọc một cái kia thì cần copy này. Tên thủ tục làm theo đây. Đấy chính là cách mà sao mình tìm trong một đống hỗn độn mông bong, mình tìm một cái ra đấy luôn mình phải tìm nhiều. Sau đó muốn sửa xóa thiết thực phải này. Modify ra. Đó một phần mới các em sửa đến bình thường. Đây có answer sẵn cho mình. Được chưa? Đấy phần thủ tục trong FPL các em dẫn xong. Bây giờ chuyển sang syntax. Tôi để bên syntax rồi tạo thủ tục thêm mới khách hàng nhé.
đây ta thích này, coi thêm mới khác này. Cái phần đầu tiên đều tạo cho cái nối đầu tiên này, tạo cái nối bình thường. Em copy từ trên này xuống cho nhanh. Nhưng nhớ về nhà phải tự làm, đây em làm nhanh nên phải tiến hành copy luôn. Đây là các em có thể là cho người ta tùy chọn nhập số lượng khách. Đây, phần trên là giống hệt nhau nhé, được chưa? Đều có tạo giữa kết nối này, xong đối tượng kết nối này. Chúng kết nối có quan trọng là các phần server thì mình chọn trong SQL nó mở ra này. Trong đấy có nhiều cơ sở liệu, tên cơ sở liệu các em là gì, ở đây này. Cái chỗ này là cái cách vào đăng nhập theo kiểu nào, đăng từ Windows hay là từ SQL chọn lên rồi. Sau đó tạo cho kết nối bình thường. Sau đó này mở cái chuỗi kết nối ra, mà dùng đối tượng kết nối mở nó ra thì để tạo ra cái cầu nối này. Tức là các em để đủ thông tin mình biết được là đến nhà ai rồi, bắt đầu phải toàn cái đường điện thoại ấy, có cái tổng đàn ấy, phải làm kết nối, nhiệm vụ là nối kết giữa hai đầu dây với nhau. Đấy, phần dưới là mình thao tác. Cái phần này thì thao tác cũng bình thường thôi, nhập bao nhiêu khách thì em đi đây nhập số lượng khách, xong duyệt sổ lập để mình nhập nhiều khách. Chỗ này em nghi nhập là mã khách. Mã khách có thể là được là tên khách bình thường. Cô một khi thôi. Mã khách tên khách này. Địa chỉ. Đây ấn chơi cái này. Và xuống cách nóng gian của mình. Điện thoại. Xong này, nhập xong rồi các em gọi cái thủ tục kia. Cái quan trọng cái từ chỗ thao tác với cơ sở liệu ấy. Lần trước là mình dùng cái tên thủ tục là insert into tên bảng tên trường vào. Sau đó cái phần value các em cộng cái chuỗi. Cái này rất là khó nhìn, và đặc biệt là khi cái bảng có nhiều trường. Đây có 3 món trường thì nhìn ngắn, giả sử lên khoảng 20 trường thì các em cộng thì nó ra một dòng dài đặc, hoặc trên nhiều dòng. Thay thế các em chỉ cần gọi chỗ này một tên thủ tục thôi. Bây giờ quay về SQL này. Đây đúng cái tên thủ tục đấy. Ở đây là tên là dây một khách insert thì em copy thì sẽ insert vào, không có copy cả cái đầu nó vào này, xong các tham số mình truyền nó dễ đây nhá. Đây căn để bụi đen hết tam này, từng cái một. Chỗ này là cần tên thủ tục này, ở cái đoạn sinh query này đấy. Giờ các em điền tên thủ tục rồi. Cái A còng này chỉ dùng khi mà mình thử cái dấu sổ ngược hoặc là viết chuỗi trên nhiều dòng, giờ mình không dùng mình bỏ đi. Mình viết có một dòng mà không có cái gì ở bên gì cả. Đấy, sau chỗ dưới này là mình khởi tạo cái SQL function vẫn là bình thường. Cái vế trước là cái chuỗi thi vấn của mình. Ở đây là tên thủ tục các em chuyển vào. Còn cái phần bên phải là đối tượng kết nối, đây chính là cái SQL function này. Đây, chuyển vào. Tiếp theo đấy này. Ở đây là mình truyền theo dạng thủ tục trên các em đổi cái function kiểu này của nó, cmd.commonTimer. Đây. Và cái này các em di chuẩn lên trên thì nó báo là CommonTimer này. Nó ghi là sql.common.commonTimer. Đây chính là cái cách mà mình để mò ra code. À, tức là mình không biết thì mình đoán được ấy, thì các em phải di chuẩn lên trên này. Ở bên này ghi là CommonTimer, tức là cái thằng này đòi hỏi cái giá trị là CommonTimer. Khi kiểu là in thì mình là in tương ứng ấy. Cho nên các em phải gắn bằng CommonTimer đứng hàng hiển thị này. Đấy nó có luôn này. Dấu chấm, cứ nhớ là cái tên nước sang em dấu chấm nó sang tự ý cho mình. Tất cả quy tắc chung đều như thế. Thế học cái kiểu quy tắc thì các em về sau mình có những cái mình không nhớ được thì mình vẫn có thể tìm, có cách để tìm ra nó. Chứ không phải là cái nào học thuộc được. Thế như cái này ngồi mà học thuộc thì rất là khó, nhưng các em chỉ cần nhớ cái này là cái gì thôi. Tìm ra bằng cách nào. Đây này. CommonTimer, các em di chuyển trên nó CommonTimer, nó gợi ý cho mình CommonTimer. Thì chỗ này các em có CommonTimer nó ra. Tiếp đến thực thi thủ tục em dấu chấm. Nó hiển thị luôn thủ tục, các em nhìn có lẽ sẽ quen rồi, ấn enter xong đấy. Vấn đề nữa đó là cái thủ tục này nó có 4 tham số, cho nên là các em phải truyền tham số toàn cùng cmd này. Tham số tên tiếng Anh là parameter, các em có parameter đấy, ngọc vuông hoặc chấm này để thêm tham số gọi là chấm f chấm parameter để lấy ra cái tham số này. Các em muốn thêm mới vào dùng phương thức f của nó, chấm f ra này, fm đưa ra
thì trong này sẽ có sẽ ghi là 1 của 4, tức là nó sẽ viết 4 cái phương thức phải tạo cho cái em này. Cái em nhấn tên xuống này, đây có các kiểu này, đơn giản em để cho tên là giá trị tham số này đấy, hoặc là tên tham số này, sau đó là kiểu dữ liệu của nó này, hoặc là tên tham số này, kiểu dữ liệu cỡ. Bây giờ các em nhìn vào chỗ tham số đầu tiên là tên tham số là mã khách, kiểu dữ liệu là vườn Nvacha, thế còn kích thước của 50. Bây giờ mình thêm một chi tác bằng cách này, lần lượt tên tham số là mã khách, các em nếu mà viết không thấy tự tin em copy paste vào dưới tên tham số này. Tiếp theo đấy là kiểu của tham số này là Nvacha, Vacha 50, thì trong này có một cái gợi ý là SPLDB Type, nó ghi là SPLDB Type nhỏ, tức là cái tên đối tượng, còn bên trái là cái tên nước. Các em lấy cái tên theo cái phần lớn của nó, SPLDB Type, có hệt cái chữ đen nó vui đạo mình. Đấy chính là cách mà mình từ mình không cần thuộc thì mình có thể nhìn ra, mình đoán được mình dùng cái gì. Đây các em nhìn, SPLDB Type này có luôn không? Các em gõ đúng từ thế, nó có luôn đây đó. Đây này, ấn Enter thôi, dấu chấm này. Câu này mình cần kiểu Vacha, xem gõ Vacha, nó ra ngay Vacha được. Đấy. Phần thứ ba là kích thước của nó là 50. Chỗ này nó ghi là inside, có nghĩa là cái tham số này cần kiểu dữ liệu là thường là kiểu nguyên, và kích thước của mình chuyển vào theo cái em khai báo này có đây là 50, thì các em nhìn số 50 là thì nó tự hiểu phép thành ra cho 50, thấy hiểu chưa? Đấy, và sau đó là trong trường thì cần gắn giá trị cho nó nữa, có các em thể gắn có thể là tên ở đây này. Bây giờ mình gọi tham số đây, dòng tên này, mã cách này, chấm value là giá trị của nó gắn bao nhiêu, như kiểu tên biến thôi này, em gắn bằng mã khác này, đây có luôn này. Hoặc là mình có thể viết ngắn gọn cái dòng này, các em cho lên trên cùng với em tham số gắn trị luôn, và cách chỗ này các em cần chấm bao nhiêu trên này, chấm bao nhiêu này, chấm mã khác. Viết kiểu này thì cái dòng dưới mà vector ở mã khác này chấm bao nhiêu các em không cần nữa, đấy dòng này không cần nữa, các em hiểu chưa? Có thể viết theo hai dòng hoặc viết một dòng, các em viết như này, đấy thì cách viết của mình không? Viết cái này nó nhìn bắt một dòng ngắn hơn một tí, tương tự các phần khác, giả sử viết một dòng sau phần này đi nhé, em copy một dòng này ra không thay thế thôi, tên cách địa chỉ điện thoại, được chưa? Nhớ lúc viết là mình căn nề nó thẳng nó đẹp vào như vở thành chữ đẹp ấy. Đây là cốt thành cốt đẹp nhá. Đây là tên khách copy vào, tức là lượt một đấy, địa chỉ này cứ copy từng cái thôi, rồi cứ theo hàng sửa hàng loạt thôi này. Điện thoại xong chưa? Bây giờ quay lại kiểu dữ liệu của nó thành Nvacha này, nó sang 50 gần thêm chữ N thôi, nhấn căn chân cách, em có thể gọi N này, căn chân cách nó khác tự sửa cho mình, thấy chưa? Đấy nhá, đây chỗ này cũng Nvacha này, nó chữ N này nó chưa sửa nữa, ấn Ctrl này nhấn cách ra nó tự sửa cho mình luôn. Cái điện thoại này Vacha 20, các em thì sửa chỗ này thôi, về kích thước phần lớn là Vacha kích thước 20 cũng tương tự 20, đấy nhớ phần này chưa? Rồi tiếp theo sửa giá trị này. Phần này tên khách thể gắn nó khách được, các em thay tên khách vào, chỗ này là địa chỉ thì thay địa chỉ vào, đấy chỗ điện thoại thay điện thoại vào, đấy thế là xong. Sau phần dưới này đảm bảo được, xóa cái này đi không dùng nữa, đen đi để đảm bảo không có sự sai sót được, được là em còn copy paste này, copy tên sai để mít. Đấy, khi mà xong rồi, đây cái phần này chuẩn bị xong, các em chỉ cần thực thi thôi. Kiểu bọn xe tăng hay tên lửa nó chuẩn bị vào đạn nó xong hết rồi, bắn phần này hả? À? À, đấy đúng rồi, chỗ này chỉ cần này, đây cmd này, chấm xe là thực thi, xe xe này ngay quen hơn nhỉ. Đây này, thực thi các em nhìn thấy có xe non quay đi này, xe header này, xe canda này, xe em header này, em thì có tất cả có 4 cái xét, thì cái thằng leader là anh hướng dẫn em rồi trả về một cái là leader, tức là cái bộ đọc ấy, thế còn cái scanda này là cái thực thi mà chỉ trả lấy dòng đầu tiên thôi, nhưng tức là giả sử trong cái bảng của mình có 10 hàng, em sẽ lấy ôn đang 10 hàng, nhưng mà dùng cái xét scanda nó chỉ trả về một hàng đầu tiên thôi, thì là cái này ít dùng. Thế còn cái xét non quay đi tức là không trả về truy vấn, tức là các câu lệnh là insert này, update này, hay là delete đều không trả được kết quả, cho nên là non quay đi chỉ có thằng select là trả được kết quả thôi. Đấy, phân biệt cái này cho các em chọn except non quay đi. Thế là xong rồi. Chỗ dưới này là cái phần ngoại lệ khi xảy ra thì các em thông báo này. Còn khi nó đi là cuối cùng, tức là cái phần mà khi mình không dùng kết nối nữa, cái đoạn chỗ này là mở kết nối này,
giống kiểu các em dùng nước máy ấy, thì nó có cái đồng hồ đo nước, lúc mà các em vặn vòi cho nước chảy ra cái đồng hồ nó quay đúng không? Bây giờ mình không dùng, mình không tắm, không giặt, không gì gì cả thì các em phải đóng nó vào để tiết kiệm nước cuối tháng đỡ mệt. Ở đây phải các em kể đây này, cái cuối cùng các em phải đóng vào để nó tiết kiệm tài nguyên, nó không dùng nữa. Mà đôi khi là nhiều khi các em cứ mở bị lỗi ra, nó kiểu là cùng giống kiểu một đường ống này, một đường ống giờ có dạng hình xương cá, thằng đầu tiên nó lấy nước rồi, thằng sau phải bắt buộc thằng trước nó không dùng, nó đóng vào thì nó mới thông đến thằng sau được, thằng trước nó không dùng cứ mở ra thì nước không đến thằng sau được. Các em tưởng tượng nhá, nó bị mất đi cho nên phải đóng vào để khác thằng dùng như thế. Đây thêm mới khách hàng này, bây giờ trong phê về hàm bên thì chính các em gọi thêm mấy cái hàng đấy thôi, lấy viết đời ra trong tuần sau thì trong kim phong không giảm này nữa, mà dùng button click thôi. Đây thêm mấy cái hàng này, đây được chạy thử này, em năm nào số lượng khách vào mình thêm bình thường. Cái cửa sổ con xe các em chỉnh kích thước đó, kích thước phải này, sợ hợp tin này, sợ layout này, đây nó có width thứ hai này, em dùng chỉnh bằng 200, 2-300, thấy chưa? Cái phòng to ra này, cái hàng lựa chọn số 3 hàng đúng không? Mã khách là KH01, 05, tên khách là video test hả? Địa chỉ là Thái Nguyên này, điện thoại 023 đây, lỗi. Đây các em nhìn thấy lỗi rồi chưa? Đây cái lỗi chỉ là OKN bán ra thôi này. Cannot insert double key in object, tức là cái này nó có khóa là khách hàng đấy rồi. Đây, em mở hàng khách hàng ra, có được cái từ khóa. Đấy. Cái này anh tên là insert K05 này, thì trong này chắc chắn nó có thằng K05. Em mở bằng khách ra nhá. Đây gì K05 rồi. Cho nên là để tránh cái trường hợp mà mình insert nó bị lỗi như thế thì trong chỗ insert này, các em thể thêm một câu này này, if tức là not exit, tức là mình kiểm tra không tồn tại not exit này, đấy nhớ exit được chưa, tức là không tồn tại cái thằng tên ấy, ngã cả khai đi, em viết from trước khi nó sổ được luôn, không tồn tại mã khai này from từ danh mục khai, đấy quay điều kiện này mã khai bằng cái thằng a còng mã khai để tránh trùng khóa. Thì mình insert vào trong, khi sửa xong thì các em sửa thủ tục bằng cách ấn F5 Enter. Bây giờ chạy lại thân bị thế nhá, nhập cứ thằng KH05. Đây chính là một cách để mình tránh lỗi về sau viết phần mềm mà các em không có cái dạng đấy hoặc không kiểm tra bắt lỗi trước thì sẽ bị trùng vào chúng ta. Nên là kiểm tra khóa trước để tránh vào trùng khóa. Thì trùng IP trong mạng này, đấy chắc gặp nhiều lắm. Ba thằng này, KH05 này, tên khách là test. Để cho thêm thành công bình thường. Đây là KH809 này, tên khách này, ô ngon nhé, này là chống gì nhỉ? Địa chỉ Hà Nội này, điện thoại. Thằng cuối cùng là mã khách là KH10 này, tên khách là cái gì number 10, địa chỉ Hà Nam. Đấy thế này không? Giờ các em nhìn vào trong cơ sở liệu. Khi chuột phải này, Activable and the next new window. Đấy. Thấy được chưa? K05 test Hà Nam này. Cái hôm qua rồi, đây là thằng K09 ô ngon Hà Nội này, K10 chỉ là number 10 Hà Nam này. Thế nên sẽ không bị lỗi. Giờ giả sử anh nhập tiếp thằng KH10 sẽ không bị lỗi. Một thằng lên KH10 đây khách là gì? Thế này con mình thường mặt xuất hiện hai cái hả? Không, đây chạy lại nhá, vì nó kiểm tra này, em nhìn công lệnh nó chỉ có một cái thôi, em nhìn lại cái chỗ thủ tục ấy, đây cái câu lệnh này select mã khách này, tìm lấy chọn nó thằng có một mã khách đúng không, thế còn cái phần bên ngoài này exit là kiểm tra có tồn tại cái này không, thế từ nó hình thức là phủ định, tức là không tồn tại thì em insert vào thì đảm bảo nó sẽ không bị lỗi. À? Nó tồn tại mình không insert nào. Thế sao lại vẫn thành công? Thành công là tại thông báo của mình chưa chính xác. Được chưa? Cái này thì dùng cái thi vấn để trả lời kết quả đấy. Nào.
xong này. Đó thêm cái dòng này vào được nhá. Không có gì đúng không? Đấy nhá. Cái dòng khác này. Cái 205 có đổi đúng không? Tên này. Thì tên này. Thấy chưa? Thấy cái này đã tồn tại chưa? Mình có thể kiểm tra bằng cách dùng cái này này. Dùng cái cmd.xs.td. Cái này mặc dù không trả về cái truy kết quả truy vấn nào, nhưng nó sẽ trả về số bản ghi được áp dụng. Đây này. Đấy nhá. Cái xs.std căn thi chuẩn lên trên. Nó sẽ ghi là in này. SQL comment.xs.std. Nó thực thi một cái chuyển giao công nghệ SQL được gắn này, rồi chuỗi kết nối và trả về cái số hàng được thực thi. Đây này, the number of those affected trên hướng hàng áp dụng. Nếu như mà cái không có hàng nào áp dụng thì tất nhiên nó sẽ bằng 0 đúng không? Cho nên chỗ này mình kiểm tra là except lớn hơn 0. Thật chân là nó insert nó chỉ bằng 0 hoặc bằng 1 thôi. Nếu thành công thì có một hàng thôi mà. Cho nên có thể tổng quát cái cho lớn hơn 0, tức là có hàng áp dụng thì là thành công. Còn ngược lại tức là nó nhỏ hơn bằng 0, mà chính xác nó chỉ bằng 0 này, tức là không có hàng nào được xem vào, thì mình biết chắc là bản ghi này đã tồn tại. Đấy là các em thử dụng chưa? Giống kiểu nó kiểm tra chống một số là bool ấy. Còn trường hợp này nó trả về số bản ghi. Mình dựa vào cái kết quả của nó thực thi. Như kiểu là trong một lớp em hỏi là đếm xem có bao nhiêu thằng được điểm 6 trở lên hả? Thì em đi đếm rồi. Nếu em đếm bằng 0 thì em kết luận là không có thằng được điểm 6 trở lên đúng không? Các em đếm được khoảng bằng 1 hoặc bằng 2 em kết luận được mấy thằng. Thì trong này cũng thế. Cái xs.std nó trả về số kết quả bản ghi được thực hiện. Tức là cái mình đếm được ấy. Nếu như mà lớn hơn 0 thì thông báo thành công, còn nếu ngược lại thì không thành công. Hiểu cái này chưa? Thế thôi. Được rồi. Đây. Chỗ này các em chỉ ghi số bản ghi thực hiện này. Có này. Có chỗ này thay một cái biến kia đi. N đi con này. Đi con affect này. Affect. Affect. Bằng. Bằng chính cái này thực thi luôn này cho nó dễ. Đây. Mình gắn nó cái là kết quả N đi con. Nếu như cái số bản ghi hơn không thì nó có bao nhiêu n đi con. Con n đi con rồi này. Em đi xem vào. Thật ra có một cái thôi, ghi vào nó tổng quát thôi. Để cho em làm. Đấy, cái chuẩn rồi mở khai nhá, mở khai cái 205 này, này vẫn có này, không bao giờ ghi được thực hiện đúng không? Cái 205 này cái này vẫn có này, đấy cái này nó tồn tại đâu, chỉ cần thông báo đấy.